Ok anh em thì chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Debate. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ anh em một cái kiến thức trong cái phương pháp là ICT. Một setup nó sẽ nâng cấp lên hơn so với cái setup mà mình hay chia sẻ anh em là session break, đúng không? Anh em nào mà xem những cái buổi livestream của mình đó, thì mình chia sẻ rất là nhiều về session break rồi, cũng như là những cái lệnh mình post lên trên nhóm channel đó, cũng có những cái lệnh dùng session break luôn. Nhưng mà hôm nay á, một setup mình chia sẻ cho anh em á, nó cần nhiều điều kiện hơn session break. Nhưng mà khi mà nó xảy ra thì cái win rate của nó cao hơn session break rất là nhiều. Thì đó gọi là setup unicorn, hay còn gọi là kỳ lân đó anh em. Thì setup đó như thế nào á, chúng ta cùng xem ha. Mình sẽ nói sơ qua về phần lý thuyết trước, sau đó mình sẽ tới cái phần thực hành. Bây giờ mình sẽ có một cái hình của setup này. Đó. Thì sale session break á, khi giá nó phá qua một cái đáy tạo chóp, đúng không? Session break bình thường là như thế này. Khi nó có phiên Âu quét phiên Á và nó chóp ở đây. Chóp ở đây. Thì anh em sẽ limit lại tại FVG, đúng không? Đó là setup session break bình thường mà mình chia sẻ anh em. Nhưng mà trong cái setup unicorn này đó, thì nó cần điều kiện nhiều hơn. Thứ nhất là khi nó chóc qua, nó phải chóc bằng một cái breaker nha anh em. Và breaker là gì đó, thì anh em cũng biết rồi đúng không? Một cây nến phá qua cái vị trí cần chóc với một cái lực mạnh đâm xuống nha anh em. Còn nếu như mà nó rút râu hay là nó chóc với một cây nến tống thân nhưng mà nhỏ, thì chúng ta sẽ không gọi nó là breaker, mà nó chỉ là một cái phá bình thường thôi. Trong setup unicorn này á, thì chúng ta cần một cái breaker tại cái vị trí chóp. Đó là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai á, là trong quá trình mà nó tạo chóp á, nó phải, trong quá trình mà nó chóp bằng breaker, thì nó phải tạo một khối FVG ngay tại cái vị trí chóp đó. Thì hai cái điều kiện này kết hợp với cái điều kiện mà của session break là gì? Là Âu phải quét Á hoặc là Mỹ quét Âu. Thì chúng ta sẽ có 3 điều kiện để hình thành một cái setup unicorn này. Nó cần nhiều điều kiện hơn, do đó khi mà setup này nó xảy ra thì nó khá là ít xảy ra. Nhưng mà một khi nó xảy ra rồi đó, thì cái setup này là một setup khá là mạnh nha, để em có thể follow theo và đánh. Đó, thì đây là cái hình minh họa cho setup. Chúng ta cần một cái chóc bằng breaker và một khối FVG. Tương tự đây là một cái setup dành cho lệnh mua ha, cũng là chấp bằng breaker luôn và tạo một khối FVG luôn ha. Rồi thì nếu anh em đã nắm được về ICT rồi á, thì cái setup này anh em chỉ cần lưu ý thêm một cái điều kiện là nó phải chấp bằng breaker thôi là đủ ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem một số ví dụ thực tế ở trên trạc như thế nào. Mình đến con GZ trước ha. Ở đây mình sẽ bật cái phiên lên. Rồi anh em nhìn ha, khi mà phiên Âu nè, đúng không, nó quét qua phiên Á, sau đó giá nó đi lên và nó chóc qua vị trí này, chóc vị trí này đó. Thì anh em nhìn cái cú chóc này có phải nó hình thành được bằng một cái breaker, một cái nến đóng thẳng mạnh qua một cái đỉnh và không có sự do dự, gọi là một breaker ha. Và ở giữa vị trí breaker này á, chúng ta có gì, có một cái FVG đó. Đây là một cái điều kiện hình thành lên setup là unicorn, đúng không? Thì anh em có thể mà test về cái FVG này là anh em mua luôn, đặt limit luôn tại FVG ha. Và SL chúng ta an toàn á, thì chúng ta sẽ đặt dưới cái vùng dưới cây nến thứ ba, tạo nên cái FVG này đó, là cái nến số 1, cái nến số 2, cái nến số 3. Thì SL an toàn đó, là anh em sẽ SL dưới cái nến số 1 này. Còn SL mà để nâng cao cái RR thì anh em có thể SL dưới cái FVG thôi. Thì nó tùy vào anh em ha. Rồi, anh em sẽ TB đâu? TB về đỉnh cũ. Anh em sẽ đo, nếu như mà anh em SL dưới cái FVG này á, FVG dưới cái nến số 1 á, thì khi mà TB về đỉnh cũ á, anh em được 2R, thì đó là mức RR chấp nhận được đó. Còn nếu như mà
anh em SL dưới cái nến số 1 mà TB về đỉnh cũ nó không được mức 2 rợ thì anh em có thể cân nhắc bóp cái entry lại. Đó, thì ở đây cái kèo này á, khi mà nó đạt tới đỉnh cũ á, là nó được gần 2 rợ thì đây là một cái chấp nhận được, cho nên mình sẽ SL dưới cái nến số 1 luôn. Rồi nó sẽ TB về đỉnh cũ ha. Thì với lệnh này á, là khi TB về đỉnh cũ á, là anh em đã TB ha, một lệnh. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái trường hợp nữa của cái này, của cái unicorn này là con GU ha. Đây, con GU. Mình sẽ bật cái phiên lên. Ở trong cái shop này á, thì chỗ này nó có một cái quét nè anh em thấy không? Đầu tiên đó là phiên Âu đã vi phạm vào phiên Á ở cái vị trí này rồi, nhưng mà nó không có tạo chốc cho đến khi gần hết phiên Âu á, để mở khung 15 nha anh em. Đây, khi mà gần hết phiên Âu á thì nó có một cái nhịp chốc lên nè anh em, thấy không, chốc lên đó. Nhịp chốc này là khi mà nó phá vào cái đỉnh nó tạo ra một cái breaker, đúng chưa? Một cái breaker nè. Và ở đây chúng ta có một cái khối FVG. Đó. Là nó phù hợp với lại setup, phù hợp với setup unicorn, setup kỳ lân này, thì anh em có thể đặt một cái lệnh buy limit ngay tại khối FVG này. SL đặt dưới cái đáy này và TB dưới này là 3R. Còn nếu như anh em TB về đỉnh cũ, đây cũng là đỉnh cũ luôn, thì anh em có thể TB vào đây ha. Rồi cùng xem giá nó chạy nha anh em. Đỉnh này khớp rồi nha anh em. Rồi thì đây là được lệnh này chúng ta được TB nha, 3R đó. Đó là setup unicorn. Thì setup này á nó khá là giống session rack, nhưng cái điều kiện yêu cầu của nó cao hơn. Nó cần phải chốc bằng breaker và trước khi chốc phải tạo được khối FVG đó. Thì anh em có thể lưu lại setup này và thực hành nó trên tràng. Nếu như nó xảy ra thì cái cơ hội mà anh em thắng được với cái kèo này á nó cao hơn so với session rack, tại vì cái yêu cầu của nó khắt khe hơn, cho nên là nó ít xảy ra, nhưng một khi xảy ra rồi thì anh em nên tận dụng nó để entry ha. Rồi thì mình đã chia sẻ cho anh em một cái setup nâng cao hơn của session break, thì hy vọng là anh em có thể áp dụng nó vào trong những cái lệnh trade của mình được hiệu quả hơn.